Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay Mời các bạn theo dõi tiếp phần 25 của tiểu thuyết Tây Sơn Bi Hùng truyện của nhà văn Lê Đình Danh Chương 61 Ngô Văn Sở lộ mặt gian hùng Bùi Thị Xuân ẩn mình giết chú Ngô Văn Sở và Trần Quang Diệu Về đến Phú Xuân liền vào chiều yết kiến vua Cảnh Thịnh Kể lại việc vua Thái Đức và Thái Tử Bảo Nhượng quyền xong, diệu tâu xin hoàng thượng hãy phong cho nguyễn bảo tước hiến vương ngô văn sở vội can anh diệu làm việc hay vì tình theo thần hoàng thượng chớ nên phong vương cho nguyễn bảo diệu ngạc nhiên bảo vì sao lại thế sở đáp ngày trước vua lê vì phong vương cho họ trịnh nên mới bị họ trịnh đoạt quyền gần đây trịnh sâm toàn đoạt ngôi vua may nhờ có vũ trần thiệu lập kế sang tàu cầu phong mà cản được nên trịnh sâm chỉ làm nên tước đĩnh đô vương mà thôi ấy là một việc còn việc thứ hai là mới đây vua thái đức cắt đất phong cho tiên đế ta làm bắc bình vương nên tiên đế ta mới tự do mà xưng đế tâu hoàng thượng lòng tham của con người vốn sâu không đáy được cao rồi muốn trèo cao hơn nữa nay hoàng thượng phong vương cho nguyễn bảo e ngày sau bảo lại nghĩ rằng mình là tước vương tất có quyền đòi cắt đất phong vương cho người là kích động lòng tham của người hóa ra thành mối họa hoàng thượng nên phong nguyễn bảo tước công mà thôi vua cảnh thịnh hỏi bùi đắc tuyên ý thái dư thế nào tuyên vui vẻ đáp ngô văn sở bàn rất phải lý xin hoàng thượng hãy nghe lời gộn của văn sở vua lại hỏi trần quang diệu còn ý quang diệu thế nào diệu cũng vui vẻ nói theo tuyên lời ngô văn sở rất phải vua cảnh thịnh liền bảo bùi đắc tuyên viết chiếu phong nguyễn bảo làm hiến công cho an lộc ở huyện tuy viễn viết rồi tuyên sai sứ đem vào quy nhơn trao cho nguyễn bảo xong việc gia đình bùi đắc tuyên từ biệt vua mà về ra ngoài bùi đắc tuyên bảo diệu nay nhà nước tây sơn thống nhất dưới quyền vua cảnh thịnh ta lại là cậu ruột của vua ngô văn sở rể ta bùi thị xuân và trần quang diệu cháu ta đều nắm giữ binh quyền vậy ai còn dám chống lại ta nữa diệu hãy về tư dinh cùng chú mở tiệc ăn mừng diệu biện cớ từ chối không đi về nhà diệu kể sự việc cho vợ là bùi thị xuân nghe rồi nói ngô văn sở suy bụng ta ra bụng người mà can vua phong cho thái tử báo tước vương vậy nhắc lại cha con tuyên sở về tư dinh cùng quan nội thị vũ tâm can mở tiệc ăn mừng hết vài tuần rượu chính choáng hơi men tuyên đắc ý hỏi rượu quý mỹ nhân nem công trả phượng theo các ngươi ta còn thiếu môn gì nữa chăng vũ tâm can đáp tôi nghe có một vị quan ở nước ai lao được một viên ngọc rất quý nên mới đặt tên là biểu kỳ châu tuyên tò mò hỏi ngọc thế nào mà bảo là quý can đáp Viên ngọc biểu kỳ này ban đêm phát ra ánh sáng, dùng xoay đường mà đi, đeo trong người, trời lạnh thấy ấm, trời nóng hóa mát, lại trừ được yêu ma và lục khí gây bệnh là phong hàn thứ thấp táo hỏa. Thật là một viên ngọc quý xưa nay chưa từng có. Tuyên thèm thuồng hỏi, làm sao có được viên ngọc ấy? Can đáp, vì quan ấy giao bán viên ngọc với giá vạn lạng vàng, có vàng là có ngọc. Tuyên giật mình hỏi, lấy đâu ra vạn lạng vàng? Can cười đáp, Trương Phúc Loan làm thái phó dưới thời chúa võ vương Nguyễn Phúc Khoát vàng nhiều đến nỗi phải đúc gạch xây tường mà giấu. Này thái sư quyền lớn, khác nào Trương Phúc Loan ngày trước, sao lại không có được vạn lạng vàng? Tuyên hỏi, làm sao có được số vàng ấy? Can đáp, mượn việc công lấy của dân làm của tư. Tuyên bực mình gắt, thế là làm thế nào? Can chậm rãi đáp, ngày trước tiên đế còn tại thế, có phát cho mỗi người dân một cái thẻ bài để bốn chữ thiên hạ đại tín dưới lại có ghi quang trung nguyên niên nay dưới thời vua cảnh thịnh thái sư cho đúc thẻ bài mới sửa lại bốn chữ dưới thành cảnh thịnh nguyên niên rồi thái sư lệnh cho dân phải mua thẻ bài mới thu lại thẻ bài cũ nếu không có thẻ bài mới là dân lậu như vậy mười vạn lạng vàng cũng có kể gì là vạn lạng tuyên mừng rỡ khen người thật là cao kiến phen này ta nhất định phải mua được ngọc quý Hôm ấy vua Cảnh Thịnh đang cùng quan nội thị Vũ Tâm Can xem đá gà, bỗng một người xăm xăm bước vào điện nói lớn. Nước loạn đến nơi, hoàng thượng không lo, sao cứ mãi ham mê chuyện đá gà. Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra đó là quan trung thư lệnh Trần Văn Kỷ, vua Cảnh Thịnh đáp. Mọi chuyện đã có thái sư lo rồi, sao thầy lại bảo là nước loạn? Trần Văn Kỷ khóc nói. Thần vâng lệnh tiên đế, dạy văn cho hoàng thượng, chỉ mong hoàng thượng anh minh trị quốc, để thần khỏi phụ lòng tiên đế. Nay hoàng thượng cứ mãi vui chơi, trao quyền nhiếp chính cho thái sư, người làm cho nước loạn chính là thái sư đó." Vua Cảnh Thịnh đứng dậy hỏi. "Thái sư làm gì mà nước loạn?" Văn Kỳ đáp. "Thái sư lệnh cho thần viết chiếu, truyền cho dân chúng mua thẻ bài mới, đổi thẻ bài cũ, ngày trước thẻ bài là do tiên đế cấp cho dân, nay sao lại lấy việc an dân bày trò mua bán, chẳng phải là làm cho nước loạn ư?" Cảnh Thịnh báo. "Việc này không phải là chủ ý của trẫm." thầy hãy tìm thái sư mà can gián. Văn Kỳ lắc đầu ngao ngán nói, ngoài hoàng thượng ra, còn ai dám can gián ông thái sư? Vừa lúc ấy, Bùi Đắc Tuyên bước vào thét, quân đầu lôi Trần Văn Kỳ ra chém cho ta. Võ sĩ xông vào bắt Văn Kỳ lôi ra ngoài. Vua Cảnh Thịnh ném vạt áo Bùi Đắc Tuyên nói rằng, <laughs> Vua Cảnh Thịnh nắm vạt áo Bùi Đắc Tuyên nói rằng, xin cậu hãy vì tình ông ấy là thầy dạy học của trẫm mà tha cho ông ấy một phen. Tuyên quay lại bảo Vũ Tâm Can. Chuyển lệnh ta không giết nhưng cách chức đầy đi làm lính giữ ngựa ở trạm hoàng giang tuyên vừa dứt lời bỗng một người sòng sọc bước vào nói lớn trạm hoàng giang ở nơi rừng sâu nước độc đầy lam sơn chướng khí quan trung thư lệnh tuổi già sức yếu đầy đến đó khác nào lãnh án tử hình và lại quan trung thư lệnh là cận thần tin cẩn của tiên đế xin thái sư nể tỉnh tiên đế mà tha cho mọi người giật mình nhìn lại người vừa nói là thượng tướng trần quang diệu bùi đắc tuyên giận quát diệu Ngươi chỉ là võ tướng sai đâu đánh đó Không can dự vào việc triều chính Ý ta đã quyết Còn ai dám can ngăn Chém Nói xong Tuyên rũ áo ra về Về nhà Trần Quang Diệu Bảo Bùi Thị Xuân rằng Bùi Thái Sư Chú của phu nhân Quyền nghiêng thiên hạ Nắm quyền sinh sát trong tay Vợ chồng ta là cháu của Thái Sư ắt công danh phú quý không ai bị kịp Xuân nghe xong Vùng ôm mặt khóc lớn Diệu vừa hỏi Chú ta được như vậy Ta nên vui mới phải Sao phu nhân lại khóc Xuân nghẹn ngào đáp Vợ chồng ta từng qua trăm trận sinh tử có nhau chàng con thử thiếp làm chi Diệu quay lại vỡ ngước nhìn hỏi Ấy là tôi nói thật lòng Sao phu nhân bảo là tôi thử Rồi lại khóc lên như thế Xuân đáp Thiếp khóc vì tự biết mình có hai tội lớn Diệu vừa ngạc nhiên hỏi Phu nhân có hai tội gì Xuân gạt nước mắt đáp Tội thứ nhất tha cho Nguyễn Phúc Ánh Tội thứ hai không cho võ sĩ chám chú Lúc tiên đế lâm chung Nghe đến đây, diệu ưa nước mắt nói thường thay tiên đế đến lúc chết còn lo trừ mối nguy cho xã tắc cũng bởi vợ chồng ta vì tình ruột thịt có mắt không chồng nên cứ ngỡ tiên đế lầm lỡ giết người vô tội xuân buồn rầu hỏi việc đã đến nước này chàng tính thế nào diệu vờ thất vọng lắc đầu nói chú cũng như cha đành chịu vậy chứ tính thế nào nữa bùi thị xuân mắt trừng trừng nói dằn từng tiếng chọn nước bỏ nhà vì dân giết chú Diệu vội bụng miệng Xuân rồi kề tai nói nhỏ. Phu nhân nên cẩn thận gửi lời. Hiện nay chú có thể giết được ta mà ta không giết được chú. Xưa chú lợi dụng uy danh của ta để lôi kéo ba quân. Nay có vây cánh rồi, chú nghi ngờ thường cho tay chân theo dõi vợ chồng ta. Nếu phu nhân không phải là cháu ruột của thái sư thì đầu đã lìa khỏi cổ từ lâu. Xuân lại khóc rằng nếu không giết được chú, tội của thiếp không sao chuộc nổi. E rằng chết không nhắm mắt mà thôi bấy giờ diệu mới mừng rỡ bảo nếu phu nhân đã quyết thế thì chẳng phải là không có cách xuân vội hỏi cách thế nào diệu đáp phu nhân cứ làm như vậy như vậy là giết được bùi đắc tuyên mà khỏi mang tiếng là giết chú ruột của mình xuân mừng rỡ nói cảm ơn phu quân bày cho diệu kế thiếp lập tức thi hành đoạn xuân và diệu đến gặp bùi đắc tuyên xuân vờ hốt hoảng nói chú ơi phen này chú cháu ta nguy mất tuyên giật mình hỏi thế nào là nguy Xuân đáp, chú đầy Trần Văn Kỷ ra làm lính giữ trạm Hoàng Giang là nguy đó. Tuyên ngạc nhiên hỏi, vì sao đầy Trần Văn Kỷ ra đó lại là nguy? Xuân đáp, trạm Hoàng Giang thuộc chấn Nghệ An, Nghệ An lại do Đặng Văn Long chấn thủ. Đặng Văn Long và Vũ Văn Dũng là huynh đệ đồng môn lại rất tin phục Trần Văn Kỷ. Nếu Dũng và Long biết việc này rồi lấy binh từ Bắc Hà vào đánh ta thì chẳng phải là nguy ư. Tuyên lại giật mình hỏi, ta thật là hồ đồ, Vậy phải làm sao trừ Văn Long Văn Dũng? Ngô Văn Sở xen vào đáp. Anh Diệu và chị Xuân đã ra mắt giúp nhạc phụ thì thật là đại phúc. Còn việc trừ Văn Long Văn Dũng nào có khó gì? Tuyên vội hỏi. Người có kế gì nói thử xem? Sở đáp. Nhạc phụ dùng ngọc tỷ ấn của thiên tử viết chiếu triệu hồi Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long về kinh rồi bắt giết đi. Việc dễ như trở bàn tay. Bùi Thị Xuân nửa đùa nửa thật khen Ngô Văn Sở ngô đệ ngày xưa thâm trầm ít nói ngô đệ ngày nay mưu sâu kế lạ thật không ngờ sở tự đắc hỏi xuân việc ấy theo ý chị xuân thì thế nào xuân đáp việc này tùy nơi chú và ngô đệ nhưng vợ chồng tôi và đặng văn long vũ văn dũng từ lúc tây sơn dây nghĩa sinh tử qua nhau nay vô lẽ thấy hai người ấy lâm nạn mà không can gián vì thế xin cho vợ chồng tôi tránh mặt khỏi kinh thành để chú và ngô đệ muốn xử văn dũng văn long thế nào là tùy ý tuyên cười ha hả nói Miễn sao hai vợ chồng cháu không cản trở việc làm của ta là được rồi. Còn cháu muốn tránh tiếng, không a dua theo ta cũng được, nào có khó gì. Vậy hai cháu muốn tránh mặt đi đâu? Xuân đáp. Này quần gia miêu, đã chiếm đất Diên Khánh, lại đang lăm le dỏm ngõ Phú Xuân và Quy Nhơn. Vậy vợ chồng cháu xin đem quân vào đánh quân Nguyễn Phúc Ánh. Ấy là nhất cử mà lưỡng tiện vậy. Tuyên mừng dỡ bảo. Được, nay ta cấp cho Diệu Xuân 10 vạn quân, lập tức vào Diên Khánh đánh Nguyễn Phúc Ánh. Diệu Xuân lạy tạ, lãnh lấy lệnh bài rồi lui ra. Ra ngoài, Trần Quang Diệu lại hỏi Bùi Thị Xuân. Lúc ở nhà, vợ chồng ta chỉ bàn việc giết chú. Nay Ngô Văn Sở không ngần ngại, bày kế hại Văn Long Văn Dũng. Vậy đối với Ngô Văn Sở, nàng liệu thế nào? Xuân đáp. Ngô Văn Sở đã thay đổi mà ra người như thế, không dùng được nữa. Vậy phải làm sao trừ Văn Sở? Diệu bàn. Ta cứ làm như vậy, việc rất dễ. Bàn xong, vợ chồng lại quay vào, thưa bấy Bùi Đắc Tuyên nếu gọi vũ văn dũng về thì phải gọi luôn võ đình tú về mà giết đi để trừ hậu họa vậy nếu gọi có dũng tú về cả thì lấy ai chấn thủ bắc hà chú nên phong ngô văn sở làm chấn thủ bắc hà đem chiếu chỉ ra thăng long thế chức và gọi tú và dũng về về việc chấn thủ bắc hà ngoài khổng nghịch đại tướng quân ngô văn sở không ai làm nổi bùi đắc tuyên cả mừng nói với diệu và xuân ở kinh thành có chú cháu ta nắm quyền binh bắc hà có con rể ta là ngô văn sở cai quản vậy ai còn dám chống lại chú cháu ta nữa nói xong tuyên viết chiếu chỉ rồi lấy ngọc tỷ ấn đóng dấu chuyện vào đoạn sai ngô văn sở lên đường ra bắc ngô văn sở đi rồi bùi đắc tuyên hỏi diệu nay sở ra trấn bắc hà hai cháu đem quân vào nam đánh giặc vậy việc trấn thủ kinh thành phải giao cho ai diệu đáp quan tư khấu nguyễn văn huấn là người văn võ song toàn có thể lãnh trọng trách này tuyên lại hỏi nguyễn văn huấn là người thế nào có đáng tin cậy chăng diệu cười vui vẻ đáp Nguyễn Văn Huấn là người tâm phúc của cháu Nếu chú tin vợ chồng cháu Thì tin Huấn vậy Bùi Thị Xuân xen vào nói Việc dùng Văn Huấn cháu xin bảo đảm Xin chú chớ lo Bùi Đắc Tuyên mừng rỡ bảo Hai cháu đã quả quyết thế Chú còn lo gì nữa Đoạn Bùi Đắc Tuyên lại thay vua Viết chiếu phong Nguyễn Văn Huấn chấn thủ kinh thành Xong việc Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân Lãnh binh vào đánh thành Diên Khánh Nói về Ngô Văn Sở đến Thăng Long Vũ Văn Dũng và Võ Đình Tú hay tin ra tiếp chiếu Đoạn Dũng sai quân bày yến tiệc sau vài tuần rượu Dũng hỏi sợ. Tôi và Ngô Huynh đều là huynh đệ, đối với tiên đế lại là bạn đồng liêu, từng vào sinh ra tử với nhau kể từ lúc Tây Sơn dấy nghĩa. Nay có việc muốn hỏi Ngô Huynh xin chớ giấu nhau làm gì? Sở đáp, Vũ Huynh cứ hỏi, còn khách giá mà chi? Dũng hỏi, ngày trước Vũ Văn Nhậm vì lỗi gì mà tiên đế xử nhậm tội chết? Sở đáp, Vũ Văn Nhậm cậy công lộng quyền, bất tuân thượng lệnh, coi thường quân pháp, cho quân tin cẩn cướp bóc của dân nên hoàng thượng xử nhậm tội chết dũng lại hỏi vậy còn tội lợi dụng việc nước bán thẻ bài lấy tiền của dân làm của tư thì đáng tội gì sở giật mình đáp ấy là việc của thái sư sở tôi không được biết dũng vẫn trầm trầm giọng kế tội sở rồi còn việc mạo danh thiên tử gọi bạn về kinh cho loạn thần hại bạn thì đáng tội gì ngô văn sở vỗ bàn đứng dậy nói lớn ta vâng lệnh vua ra thay ông làm tổng trấn bắc thành ông lại dùng lời quanh co bất tuân thánh chỉ, toan làm phản hay sao? Vũ Văn Dũng cầm ly rượu quăng xuống đất. Võ sĩ thấy hiệu lệnh liền xông vào bắt Ngô Văn Sở. Sở không đem binh khí trong người, đành bó tay chịu trói. Dũng chừng mắt quát. Ngô Văn Sở, ta với ngươi cùng Trần Quang Diệu, được người đời xưng tụng là Tây Sơn Tam Đao, từng cùng nhau vào sinh ra tử, theo tiên đế Trinh Nam Phạt Bắc. Nay tiên đế vừa mới mất, người tham bả vinh hoa, sinh lòng bội phản, bán bạn cầu vinh. Tội của ngươi thật là đáng chết nay ta chém đầu ngươi trước rồi bề kinh giết bùi đắc tuyên trừ hại cho nước ngô văn sở gắng gượng nói thái sư có hoàng thượng trong tay ngươi dám làm phản sao và lại cháu thái sư là vợ chồng trần quang diệu và bùi thị xuân đem 10 vạn quân vào nam đánh nguyễn phục ánh nếu ngươi làm càn liệu có đương đầu với trần quang diệu bùi thị xuân được chăng dũng lấy trong ngực ra một phong thư quăng xuống đất trước mặt ngô văn sở và nói người hãy xem thư của trần quang diệu gửi cho ta sẽ rõ sở la lên rằng người trái ta thế này sao ta đọc được dũng liền bảo quân cầm bóc thư dở ra trước mặt sở đọc xong sở than rằng tên đạn quân thủ không chết lại chết dưới tay của người trong nhà anh diệu chị xuân đã giết ta rồi vậy dũng bảo tội người đáng chết còn trách được ai quân bay lôi ra chém quân dâng đầu văn sở trước thềm vũ văn dũng trông thấy khóc rằng nghĩ mà thương thay ngô văn sở bà vinh hoa làm lụy anh hùng võ đình tú em ơi em hãy thay anh trấn thủ bắc hà hãy một lòng vì nước vì dân anh phải về kinh lấy đầu bùi đắc tuyên thương thay ngô văn sở nếu đại sư huynh không sớm mãn phần thì anh em ta đâu đến nỗi thế này võ đỉnh tú hối dũng anh hãy an lòng mà gấp đi mau kéo đặng văn long vô tình về kinh trước thì nguy vũ văn dũng vội vàng lên ngựa ra roi đến nghệ an gặp đặng văn long dũng hỏi sư đệ đã nhận được chiếu chỉ triệu hồi về kinh của vua chưa đặng văn long đáp đã có rồi nhưng trước đó đã được thư của Trần Quang Diệu bảo chờ Tam sư huynh về rồi sẽ liệu nên còn lần nữa chưa đi. Vũ Văn Dũng ứa nước mắt nói: "Thường thay Trần Quang Diệu Bùi Thị Xuân vì tình chú ruột chẳng nỡ ra tay nên mới gọi ta về trị loạn thần. Nếu anh Diệu chị Xuân ăn ở hai lòng như Ngô Văn Sở thì anh em ta đã đầu lìa khỏi cổ. Ơn này kết quả ngậm vành cũng chẳng dám quên." Văn Long hỏi: "Còn việc trừ Bùi Đắc Tuyên, Tam sư huynh liệu tính thế nào?" Dũng đáp: ta cứ theo kế của Trần Huynh mà làm. Nói rồi Đặng Văn Long và Vũ Văn Dũng đem theo 10 quân hộ vệ về thành Phú Xuân. Đến nơi Dũng và Long tìm đến tư dinh của trấn thủ Nguyễn Văn Huấn. Quân canh cổng chặn lại hỏi. Các ngươi là dân thường ở đâu đang đem đến dinh quan tư khấu? Tên quân vừa dứt lời bỗng nghe tiếng quát. Bọn bay không được vô lễ. Quân canh quay lại thấy Nguyễn Văn Huấn thì thất kinh vội vã lui ra. Huấn liền thi lễ với Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long rồi nói tôi vâng lệnh thượng đạo tướng quân Trần Quang Diệu và nữ đô đốc Bùi Thị Xuân chờ hai vị tướng quân đã lâu. Đoạn huấn mời Dũng và Long vào trong bàn kế. Đợi lúc nửa đêm, Dũng và Long lấy 500 quân của Nguyễn Văn Huấn thẳng đến vây dinh phủ của Bùi Đắc Tuyên. Quân canh cửa Tuyên quát hỏi: "Các người là ai? Nửa đêm dám đến tư dinh của thái sư, muốn chết hay sao?" Dũng nạt lớn rằng: "Ta là đại đô đốc Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long về giết Bùi Đắc Tuyên đây." Nói rồi Dũng vung đại đao phá cổng quân canh cửa của tuyên chạy đến mấy trăm tên thấy văn dũng văn long liền đứng lại bảo nhau rằng tây sơn tam đào vũ văn dũng và thiết thủ đặng văn long đến đây bọn ta sao dám chống cự và lại hai ông ấy đem quân bắc hà về chiếm thành nên mới đến được đây thôi bọn ta đầu hàng là hơn bọn lính bàn xong liền buông gươm giáo đêm mấy bùi đắc tuyên chẳng hiểu cớ gì đã nôn nao không sao ngủ được bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài sân tuyên choảng dậy ra ngoài xem xét vũ văn dũng trông thấy liền nhảy đến nắm cổ áo tuyên lôi ra giữa sân dũng nghiến răng chừng mắt quát tên loạn thần ta quyết chặt đầu ngươi trừ hại cho dân cứu nguy xã tắc tuyên thất kinh hồn vía nhưng gắng gượng bảo ta là thái sư hết lòng phò vua sao bảo là loạn thần dũng nạt lớn thằng giặc giả kia mày còn toan chối tội hả thế ai đẩy trần văn kỷ ai bắn thẻ bài làm của tư ai triệu ta và đặng văn long về kinh âm mưu hãm hại nói mau tuyên biết không chối được đáp liều rằng ta là cậu ruột của vua Ngươi lại dám giết ra sao Dũng cười gằn đáp Cậu ruột của vua lại càng nên giết Nói xong Dũng vung đại đao chém một nhát Dụng đầu bùi đắc tuyên Trường 62 Chán hôn quân Đặng Văn Long bỏ quan Tìm minh chúa Bảng Đức Siêu dâng kế Nhắc lại việc Vũ Văn Dũng chém bùi đắc tuyên xong Dũng và Long cùng vào hoàng cung ra mắt vua Cảnh Thịnh Rồi kể lại việc ấy Vua Cảnh Thịnh khóc nói Bùi Thái Sư dù làm điều cản rỡ nhưng cũng là cậu ruột của chẫm sao khanh không đem cho chẫm xử mà tự tiện chám đi dũng quỷ lạy tâu nếu giao cho bệ hạ thần e rằng bệ hạ vì tình riêng không nỡ ra tay nên hạ thần mới phải làm như thế và lại thần chém bùi đắc tuyên là theo lệnh của tiên đế mà thôi xin bệ hạ xét lại cho thần cảnh thịnh ngạc nhiên hỏi sao lại bảo là làm theo lệnh của tiên đế dũng ưa nước mắt đáp trước lúc lâm trung tiên đế ra lệnh chám bùi đắc tuyên nhưng tiên đế băng hà bệ hạ lại không tuân lệnh tiên đế nên mới tha cho bùi đắc tuyên nay hạ thần giết bùi đắc tuyên là làm theo lệnh của tiên đế vậy cánh thịnh hỏi lúc tiên đế lâm trung khanh đi sứ mãn thanh sao biết được việc này dũng đáp vợ chồng trần quang diệu bùi thị xuân ăn năn vì đã cản không cho võ sĩ chém bùi đắc tuyên nên kể lại việc này cho thần biết nay bùi đắc tuyên dám mạo danh bị hạ gọi thần và đặng văn long về để giết đi tội bùi đắc tuyên thật là đáng chết cánh thịnh hỏi sao khanh biết bùi thái sư giả chiếu chỉ dũng đáp Ấy là nhờ có kẻ mật báo cho thần Cánh thịnh hoài dồn Kẻ ấy là ai? Dũng giật mình đáp Thần đã thể không tiết lộ tên người Xin bệ hạ tha tội Dũng nói xong Cánh thịnh liền đuổi Dũng và Long ra ngoài Còn lại một mình Cánh thịnh hỏi Vũ Tâm Can Theo người Ai đã mật báo cho Vũ Văn Dũng Và Đặng Văn Long giết cậu ta và Ngô Văn Sở Can đáp Ngoài vợ chồng Diệu Xuân không còn ai khác Cánh thịnh hỏi Bùi Thái Sư là cậu ruột của ta Và là chú ruột của Bùi Thị Xuân lý đâu bùi thị xuân lại xui kẻ khác giết chú ruột của mình can đáp chính vì thái sư là chú ruột của xuân nên xuân mới xui vũ văn dũng giết đi nếu không là chú ruột thì vợ chồng diệu xuân sẽ tự tay giết chết thái sư chứ cần gì phải xui ai cảnh thịnh bảo lời ngươi cũng hữu lý nhưng lấy gì làm chắc vũ tâm can đáp thần có một kế có thể biết chắc diệu xuân có xui vũ văn dũng giết thái sư hay không cảnh thịnh hỏi kế thế nào can đáp diệu xuân kéo người vạn quân vào Diêm khánh đánh nguyễn phúc ánh bệ hạ sai người theo gọi diệu xuân về cứu giá nếu diệu xuân không về đánh vũ văn dũng và đặng văn long là diệu xuân đã cùng phe với dũng long giết thái sư vậy cảnh thịnh khen ấy thật là diệu kế nói xong vua liền theo cái ấy thi hành ít lâu sau quân vào báo tâu bệ hạ trần quang diệu và bùi thị xuân nhận được chiếu chỉ của bệ hạ gọi về cứu giá liền kéo quân về đóng ở bờ nam sông hương vũ văn dũng và đặng văn long đem quân đóng ở bờ bắc sông hương hai bên bảy binh bố trận chuẩn bị đánh nhau rất là nguy cấp xin bệ hạ định liệu cảnh thịnh giật mình bảo vũ tâm can nếu thế là diệu xuân không cùng với long dũng giết cậu ta vậy ta phải can ngăn kéo hai đảng đánh nhau hao binh tổn tướng thì nguy vũ tâm can bàn rằng vậy là long dũng đã hại thái sư nếu vậy bệ hạ giảng hòa rồi khi các tướng vào thành bệ hạ hãy ngầm bảo diệu xuân giết long dũng là ta đã báo được thù cho thái sư vậy cảnh thịnh lại khen ấy thật là diệu kế vua dứt lời quân vào báo tâu bệ hạ Đặng Văn Long xin vào ra mắt. Vua chuyển cho vào, Long vào đến, thi lễ tâu. Anh em thần vì xã tắc, trừ gian thần, chứ không có ý khác. Vợ chồng Diệu Xuân ngờ anh em tôi hại vua nên kéo đại quân về cự chiến. Xin bệ hạ ra giữa trận tiền, gặp Xuân Diệu, nói một câu làm chứng cho anh em thần để tránh việc huynh đệ tương tàn. Vua Cảnh Thịnh liền theo Văn Long đến trước trận ở bờ nam sông Hương. Trần Quang Diệu giận dữ gọi lớn. Bờ Vũ Văn Dũng Đặng Văn Long, mau ra đây trói mình chịu tội nếu không thì máu đổ đầy sông. Nói xong, Diệu Sai Quân lắp đạn vào súng Đại Bác, sắp sửa bắn sang. Vua Cảnh Thịnh thấy vậy, thất kinh bước lên gọi lớn rằng: "Quang Diệu đừng bắn, có chẫm ở đây." Bùi Thị Xuân khoát tay ra hiệu cho quân không được bắn rồi hỏi liền: "Có phải Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long muốn làm phản, quán thúc bệ hạ đó chăng?" Vua Cảnh Thịnh vội đáp: "Văn Dũng Văn Long chỉ giết loạn thần, đối với chẫm vẫn một lòng chung." Diệu Xuân chớ khá hiểu lầm. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân mừng rỡ, kéo quân vào thành. Bà biết vua cảnh thịnh xong, vợ chồng Diệu Xuân tìm đến tư dinh Vũ Văn Dũng. Gặp lúc Dũng Long đang đảm đạo, Diệu Xuân trông thấy liền quỳ nói. Xin nhị vị tướng quân nhận của vợ chồng tôi một lệ. Nói rồi toan sụp lệ, Văn Dũng Văn Long vội đỡ Diệu Xuân dậy rồi hỏi. Sao Trần Huynh và Bùi Tý lại làm như thế? Xuân gạt nước mắt đáp. Chú tôi là cậu ruột của vua nên mới làm chức thái sư nắm quyền nhiếp chính lại tham danh hám lợi hãm hại công thần khiến dân hờn nước loạn. Tôi là cháu ruột, không thể tự tay giết chú, nên mới nhờ nhị vị tướng quân từ Bắc Hà về trừ loạn thần. Xin hai vị, hãy nhận của vợ chồng tôi một lệnh, gọi là ơn cứu quốc. Dũng vội cản lại và nói. Tấm lòng nhân nghĩa của Trần Huynh Bùi Tý thật đáng để anh em tôi khâm phục biết bao. Ơn cứu mạng của anh chị, chúng tôi chưa đáp tạ, thì việc giết loạn thần sao dám gọi là ơn. Thôi, chúng ta hãy bỏ qua việc ơn nghĩa, cùng ngồi vào bàn, uống máu ăn thể kết tình huynh đệ, chung vai gánh vác giang sơn. Chẳng hay anh chị nghĩ thế nào Diệu gạt nước mắt nói Nhờ bọn ta lập kế Giả sắp đánh nhau ở sông Hương Mà che mắt thiên hạ việc vợ chồng tôi Đã mưu cùng nhị vị tướng quân giết chú Này vua cứ ngỡ việc giết bùi đắc tuyên Là do hai vị chủ mưu Nên vua lệnh cho tôi phải giết hai vị Giờ nghe vũ huynh nói uống máu ăn thể kết tình huynh đệ Và nhớ đến lệnh vua Nên Diệu tôi đau lòng mà phải khóc Diệu nói xong Hai vợ chồng cùng sụt sùi khóc Đặng Văn Long hỏi Việc đã như vậy thì huynh tính thế nào diệu đáp dù chưa uống máu ăn thề nhưng diệu tôi đâu phải là người chỉ biết nghe lời vua hại bạn bây giờ cũng chưa biết phải làm sao cho vua khỏi nghi ngờ là tôi kết thân cùng hai vị để gạt vua diệu xuân dũng cùng bóc chán suy nghĩ đặng văn long nghĩ thầm ngày trước ta đi đầu quân tây sơn ngang qua chùa thập tháp gặp một ẩn sĩ nói lời tiên tri rằng khởi binh tây sơn thì nhổ cây sơn trận đầu ra quân trước dân sử tướng tuy là việc nên làm nhưng ấy là điểm khở. Danh rủ lưu hậu thế, nhưng sự nghiệp khó bền. Thật quả không sai. Nghĩ xong, Đặng Văn Long nói. Tôi có một cách khiến hai ta khỏi chết mà Trần Huynh, Bùi Tỷ lại không bị liên lụy. Mọi người đồng thanh hỏi, cách thế nào? Long đáp. Anh em tôi về quê, vui thú điển viên. Trần Huynh và Bùi Tỷ tâu vua rằng việc lộ ra nên anh em tôi bỏ trốn. Đấy là anh em tôi khỏi chết mà Trần Huynh và Bùi Tỷ lại không bị liên lụy. Thế chẳng phải là thượng sách hay sao? nghe xong vũ văn dũng nạt rằng tứ sư đệ hết kế hay sao mà lại bày kế của phường tiểu nhân như thế văn long hỏi sao tam sư huynh bảo kế của tôi là của tiểu nhân dũng gắt nước chưa yên triều đình chưa định tứ sư đệ lại bày kế bỏ vua mà đi chẳng phải là tham sống sợ chết là chi hướng của kẻ tiểu nhân ư long đáp văn long tôi vốn không có chí làm quan vì thời loạn nên mới theo tiên đế đại sư huynh đánh nam dẹp bắc phá quân tiêm nguyễn ở rạch cầm đuổi quân mãn thanh ở thăng long cứu dân giúp nước sao bảo tôi là tham sống sợ chết nay nhà vua lấy việc đá gà chơi bời làm vui bỏ bê chính sự gắn bó gian định xa lánh trung thần anh em ta một lòng vì nước vua lại muốn giết đi thử hỏi tôi biết làm sao hơn nữa văn dũng nói ta mang nặng ơn sâu tiên đế viết đập đầu trước bệ rồng can vua thay đổi tính tình sửa sang chính sự dù chết cũng cam theo tứ sư đệ vậy là sai sao văn long đáp giang sơn dễ đổi tính khí khó rời Tam sư huynh một lòng can vua rất đáng khâm phục. Văn long tôi quyết chí ra đi vì không nghĩ rằng có thể can gián được vua. Trần Quang Diệu nói. Này Nguyễn Phục Ánh ở gia Định chiêu binh mãi mã, cầu quân pháp lang xa, thế lực mỗi ngày một mạnh. Văn Long là giường cột nước nhà, lại bỏ vua mà đi thì sao đành? Văn Long đáp. Trên thiên tử bắt mình, dưới tướng sĩ nản lòng. Trong rối loạn như thế, người còn đánh được ai? Xin Trần Huynh bùi tỷ và Tam Sư Huynh tha tội bất chung Văn Long tôi đi đây, Đoạn Văn Long bái biệt ba người rồi lên ngựa mà đi. Vũ Văn Dũng giận dữ hét vọng theo rằng. Từ nay về sau, chứ gọi ta là sư huynh nữa. Văn Long chỉ gạt nước mắt rồi lên ngựa ra roi. Bùi Thị Xuân trông theo bóng Văn Long xa dần rồi mất hút. Xuân ngậm ngùi hỏi Vũ Văn Dũng. Trên vua đã như vậy, cũng không trách được Văn Long. Còn phần Vũ Huynh, ta nên tính thế nào? Dũng hơi giận chưa nguy liền đáp. Ta vào trước bệ rồng dập đầu can vua, dù chết cũng cam. Nói rồi Dũng sồng sộc mà đi, diệu xuân chẳng biết làm thế nào đành chỉ theo văn dũng đến trước bệ rồng vũ văn dũng quỳ hỏi lớn hạ thần và đặng văn long có tội gì mà bệ hạ sai trần quang diệu giết đi vua cảnh thịnh thấy vợ chồng diệu xuân quỳ cạnh dũng liền thốt lên rằng hóa danh diệu và chị xuân đã hùa theo vũ văn dũng mà bỏ chấm rồi sao diệu xuân chỉ cúi đầu không đáp dũng lại hỏi bùi đắc tuyên chuyên quyền lấy việc công mưu đồ tư lợi hãm hại công thần đầy trần văn kỷ tuyên lại giả chiếu chỉ gọi anh em thần về kinh âm mưu ám hại thần biết việc ấy mới giết tuyên trừ hại cho dân cứu nguy cho nước đô đốc bùi thị xuân từ phận đàn bà lại là cháu của tuyên còn cho việc thần trừ tuyên là phải sao bệ hạ lại ngầm ra lệnh giết thần và đặng văn long khiến văn long buồn bã bỏ quan về ở ấn ấy chẳng phải là thiệt hại lớn cho quốc gia hay sao vua cảnh thịnh thấy vũ văn dũng giận sợ hãi nói chậm nhất thời hồ đồ xin đại đô đốc bất giận từ nay về sau không nói đến việc này nữa Thôi các khanh hãy lui ra cho chấm tĩnh tâm sám hối về các việc mình đã làm. Dũng Diệu Xuân bái tạ ra về, vua Cảnh Thịnh liền vỗ án bảo Vũ Tâm Can. Việc này cũng do Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân gây ra, nếu có dịp ta quyết giết không tha. Nghe vua nói Vũ Tâm Can ngoảnh mặt cười thầm, nói về Nguyễn Vương ở gia định Sài Côn, nghe quân thám mã về bảo việc nội bộ Tây Sơn, Nguyễn Vương mừng rỡ, vỗ tay reo. Ngô Văn Sở bị giết, Phan Văn Lân và Đặng Văn Long bỏ quan ở ẩn, Tây Sơn thập hồ còn lại có ba người nhất là đặng văn long không còn vậy ta chẳng phải lo chi chuyển đem đại quân ra đánh phú yên quy nhơn nguyễn vương đem quân theo hai đường thủy bộ lên đường bắc tiến tướng tây sơn chấn thủ phú yên là nguyễn quang huy canh phòng cẩn mật ải vân phong hễ quân nguyễn gia miêu tiến lên thì lấy gỗ đá lăn xuống bộ binh quân gia miêu không sao tiến được mặt biển quy nhơn cha con lê trung lê chất chốt giữ các nơi hiểm yếu nguyễn vương lập thủy trại ngoài đảo thanh châu dự rồi lo lắng hỏi các tướng Lê Trung và Nguyễn Quang Huy đều không nằm trong Tây Sơn thập hổ, sao lại có tài điều binh như thế? Ngô Tùng Châu đáp: Lúc Nguyễn Huệ ly khai với Nguyễn Nhạc, các quan ở lại Phú Xuân mà không về Quy Nhơn theo mệnh của Nguyễn Nhạc. Bây giờ thiên hạ vì phục tài Huệ nên mới xưng tụng 10 tướng theo Huệ là Tây Sơn thập hổ, còn Nguyễn Quang Huy và Lê Trung ở lại Quy Nhơn nên không được danh ấy, nhưng họ đều là dũng tướng cả. Nguyễn Vương lại hỏi: Ai có kế gì phá quân Lê Trung và Nguyễn Quang Huy chăng? Ngô Tùng Châu đáp: có một người trước làm quan trải qua hai đời chúa võ vương và định vương sau tây sơn đoạt nước định vương chạy vào sài côn thì người ấy lui về ở ẩn nguyễn nhạc nghe tiếng dùng lễ vật để cầu nhưng người ấy nhất định không ra giúp người này văn chương như nước chảy xuất khẩu thành thơ thường tự ví mình như quản nhạc thượng vương nên sai người đến hỏi kế của ông ấy xem sao nguyễn vương vội vàng hỏi người ấy tên gì hiện ở đâu châu đáp người ấy tên là đặng đức siêu tuổi trạc ngũ tuần quê ở huyện Bồng Sơn, phủ Quy Nhơn. Nguyễn Vương giật mình hỏi: Đặc Đức Siêu ở trong đất của giặc Tây Sơn, sao ta có thể tìm gặp được? Châu đáp: Thần xin giả dạng dân thường, tìm đến nhà Đặng Đức Siêu, thượng vương hãy tạm lui quân về Diên Khánh chờ tin. Nguyễn Vương nghe lời, liền rút quân về Diên Khánh. Ít hôm sau, Ngô Tùng Châu về đến thưa rằng: Đặng Đức Siêu đã đến, đang chờ lệnh ở ngoài. Nguyễn Vương thân hành ra đón, vừa gặp Siêu, Nguyễn Vương thi lễ nói: quả nhân nghe tiếng tiên sinh đã lâu ngặt nỗi tiên sinh ở trong đất của giặc tây sơn nên quân nhà không sao thân hành đến đón theo nghi lễ cầu hiền được xin tiên sinh bỏ quá cho siêu vội vàng quỳ tâu thần nghe thượng vương giấy binh ở gia định đã lâu nhưng muốn theo về ngặt vì lúc ấy thần ở quân tây sơn quản thúc nên không chọn theo ý nguyện nay hạ thần đến đây xin hiến kế cho thượng vương lấy đất quy nhơn nguyễn vương vội hỏi kế thế nào tiên sinh mau nói xem siêu đáp thượng vương dụ hàng lê trung lê chất nếu lê trung chịu tất dâng thành đầu hàng ta đã chiếm được quy nhơn mà không nhọc sức vậy quy nhơn mất phú yên tất phải mất theo vì hai đầu đều thọ địch nguyễn vương hỏi nhưng làm sao dụ hàng cha con lê trung siêu cười đáp muốn câu cá ắt phải có mồi đoạn siêu quay sang nói với ngô tùng châu quan tả tham mưu hãy đem mồi đến đây ngô tùng châu ra hiệu cho quân sĩ quân liền giải vào hai người đàn bà đẩy cho quỳ dưới trướng nguyễn vương hỏi Hai người này là ai? Siêu đáp, đây là hai mẹ con. Người lớn là vợ Lê Trung, người trẻ là vợ Lê Chất. Thần bắt được đem về. Nay Thượng Vương bảo Lê Phu Nhân viết thư bảo Trung Dân Thành đầu hàng. Ấy là vua được thành, vừa được tướng giỏi vậy. Nguyễn Vương mừng rỡ khen. Thật là diệu kế, nhưng làm sao tiên sinh biết được vợ con Lê Trung? Siêu đáp, hàng năm, cứ đến giảm tháng tư là vợ con Lê Trung chỉ đem theo vài mươi quân hộ vệ ra khỏi thành đi chùa lễ Phật. Thần biết việc ấy, nên sai gia binh phục bắt đem về hiến kế cùng thượng vương nguyễn vương bèn hỏi lê phu nhân mụ kia ngươi có phải là vợ lê trung trăng phu nhân đáp phải chồng ngươi tuy theo giặc tây sơn nhưng xét cho cùng không phải là theo anh em thằng buôn chầu lúc mới khởi loạn bởi do thằng nhạc mỹ dân xưng đế nên người tài bị gạt theo phò nay ta đây xá tội cho gia đình ngươi vậy ngươi hãy viết thư khuyên chồng đầu hàng nếu nghe theo thì vợ chồng đoàn tụ binh hoa phú quý nhược bằng không thì đứt cổ rơi đầu nói xong chuyển quân mang giấy bút đến lê phu nhân đón lấy viết một hồi rồi trao lại nguyễn vương nguyễn vương đọc xong giận dữ thét lên còn mụ này láo chuyển quân đem chém đặng đức siêu can xin thượng vương bất giận ta chém vợ con hắn là hắn nuôi trí báo thù xin hỏi mụ ta viết gì mà thượng vương tức giận như thế nguyễn vương liền trao thư của lê phu nhân cho đặng đức siêu siêu đón lấy đọc thư rằng vua quang trung còn sợ chẳng dám ra bèn mượn câu quản thúc vua quang trung mất đợi thời cơ bắt nạt đàn bà đáng khen thay đặng đức siêu tài như quản nhạc siêu xem xong sắc mặt không hề thay đổi phân trần với nguyễn vương rằng thần trước đây bị giặc tây sơn quản thúc nên không thể đi theo phò chúa thượng được chứ chẳng phải là nay nguyễn huệ chết rồi mới ra giúp chúa xin thượng vương chớ tin lời mụ lê phu nhân xen vào mắng đặng đức siêu nếu chồng ta quản thúc ngươi thì làm gì ngươi ra khỏi phủ quy nhân Chứ đừng nói đến việc bắt mẹ con ta Dùng kế của phường tiểu nhân Ngươi chẳng qua là phường cơ hội Khi vui âm quang chung quản sống Sao quản nhạc kia chẳng chịu ra tài Ta nhất định không biết thư khuyên chồng phản nước Nếu ngươi dụ hàng được chồng ta Ta mới phục ngươi là tài như quản trọng nhạc nghĩ đó Đặng Đức Siêu bị mắng Vẫn bình tĩnh Tâu với Nguyễn Vương rằng Xin Thượng Vương hãy tạm giam mẹ con mụ lại Dù mụ không biết thư Thần vẫn có cách dụ hàng được Lê Trung Nguyễn Vương sai quân giải mẹ con Lê Phu Nhân đi Lê Phu Nhân cười ngất ngoài lại bảo Người nói dụ hàng được chồng ta Thì quả là ngươi chưa biết Lê Trung chồng ta là người như thế nào Nói xong cứ cười lớn mà đi Theo quân võ sĩ Nguyễn Vương hỏi Đặng Đức Siêu Khanh bảo có cách nào dụ hàng được Lê Trung Siêu đáp Ta bắt vợ con Trung Lại buộc hắn lâm vào thế cùng Phải đầu hàng chứ đâu phải dùng lẽ Phải thuyết phục mà cần vợ hắn khuyên nhủ Vậy thư do bắn hay do ta viết Nào có khác gì Nguyễn Vương khen Lời Khanh rất phải Vậy phiền khanh hãy thảo thư, xem Lê Trung phản ứng thế nào rồi sẽ liệu. Nói về tướng Tây Sơn chấn thủ Quy Nhơn là Lê Trung, ngày ấy Trung than với con rể là Lê Chất rằng Vợ con và mẹ con ra khỏi thành viếng chùa Dân Hương, bị Đặng Đức Siêu dẫn quân Nguyễn Gia Miêu bắt đi mất rồi. Đến nay chưa biết ra sao. Lê Chất ơi, con có kế gì cứu vợ và mẹ con chăng? Chất đáp Nguyễn Phục Ánh bắt nhạc mẫu và vợ con ta sớm muộn gì sẽ sai sứ đến dụ hàng. Ta nên tương kế tiệu kế ắt là bắt được Nguyễn Phúc Ánh, nhưng con e rằng nhạc mẫu và vợ con phải lâm nguy. Lê Trung không chút do dự hỏi ngay. Người sinh ở đời ai không chết, một tấm lòng son để xử xanh. Kế thế nào, con hãy nói xem. Chất kể tay Trung nói nhỏ, cha cứ làm như vậy, như vậy, ắt Nguyễn Phúc Ánh sẽ mắc kế không thành của ta. Trung buồn giàu khen, ấy thật là diệu kế. Vừa dứt lời quân vào báo, thưa tướng quân, có sứ giả Nguyễn Phúc Ánh đến xin ra mắt. Trung bảo, Màu mời sứ giả vào đây. Sứ giả của Nguyễn Vương vào đến, vừa thi lễ vua. <laughs> sứ giả của Nguyễn Vương vào đến, vừa thi lễ vừa nói. Phu nhân và lệnh ái vẫn bình an vô sự. Chúa tôi có thư trao cho tướng quân. Tiếp thư đọc xong, Lê Trung bảo sứ giả. Phiền ngài về thưa cùng Nguyễn Vương rằng, đợi ta thu xếp xong, sẽ hẹn ngày dâng thành đầu hàng. Sứ giả hỏi. Tướng quân còn trần trừ gì mà chẳng hàng ngay. Trung đáp, Nguyễn Bảo là con vua Thái Đức, vừa bị cảnh thịnh đoạt nước, cho ăn lộc cả một huyện tuy viễn, gọi là Tiếu Triều. Nguyễn Bảo vốn oán hận cảnh thịnh, ta xin thuyết Nguyễn Bảo về hàng Nguyễn Vương luôn thế, nên xin Nguyễn Vương thư thả cho ít ngày là do thế. Sứ giả bảo, Nguyễn Bảo chỉ ăn lộc một huyện, thì cần gì phải thuyết Nguyễn Bảo về hàng, hay tướng quân quý gì chăng? Lê Trung cười đáp, Ngài nói thế là biết một mà không biết hai đó. Sứ giả hỏi, thế nào là biết một mà không biết hai? trung đáp nguyễn bảo tuy chẳng còn quyền hạn gì nhưng lại là con nguyễn nhạc sứ giả lại hỏi con nguyễn nhạc thì thế nào trung đáp chăm họ đất quy nhơn vốn mang nặng ơn sâu của nguyễn nhạc nên mới tôn nhạc là vua trời nếu nguyễn bảo về cùng nguyễn vương thì thiên hạ đều theo phục thế chẳng phải là nguyễn vương vừa được thành vừa được lòng người hay sao sứ giả mừng rỡ nói tướng quân thật cao kiến tôi xin quay về thưa cùng chúa tôi chờ tướng quân báo tin vui nói xong bái biệt ra về sứ giả Nguyễn Vương đi rồi, Lê Trung bèn viết một phong thư, sai người thân tín ra Phú Xuân dâng lên vua Cảnh Thịnh. Chương 63. Mê đá gà, Cảnh Thịnh giết Lê Trung, bước đường cùng Lê chất đầu phục ánh. Nói về vua Cảnh Thịnh ở Phú Xuân, nhận được thư Lê Trung, đọc xong, vua bảo Vũ Tâm Can. Lê Trung mật báo với ta rằng, cho Lê Trung dâng thành quy nhơn hàng phục ánh, rồi ta đem thủy binh vào chân cửa thị nại, bộ quân ta từ Quảng Ngãi đánh vào, sai Nguyễn Quang Huy giữ thành Phú Yên, ăn ướt từ ải của mông đồng thời cha con lê trung lê chất ở trong thành làm nội ứng như vậy chắc chắn là bắt được giặc ánh người mau vời vợ chồng trần quang diệu bùi thị xuân và vũ văn dũng đến đây bàn việc quốc gia vũ tâm can bàn rằng vợ con lê trung còn ở trong tay nguyễn Phúc ánh nếu lê trung bày cái ấy hóa ra hại chết vợ con mình hay sao theo hạ thần có điều đáng ngờ cảnh thịnh giật mình hỏi hay là lê trung lập kế gạt ta đem quân vào cho nguyễn Phúc ánh vây đánh theo người nên bảo cho trần quang diệu và Vũ Văn Dũng cùng gần bạc trăng. Can đáp, không nên. Lúc trước bệ hạ sai Trần Quang Diệu giết Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long, Diệu không nghe, lại báo cho Long và Dũng biết. Dũng quay thường bệ hạ mới dám giết Thái sư. Nếu hai người này nghe tin ấy, không suy xét cặn kẽ, vội tin lời Lê Trung Hóa ra đem quân ta vào chỗ chết hay sao? Theo hạ thần, chưa nên báo cho Diệu và Dũng hay. Cảnh Thịnh gật gù hỏi, lời ngươi thật hữu lý, vậy phải làm sao phân tỏ thực hư? Can đáp, hạ thần xin sai người vào quy nhân dò xét xem sao rồi sẽ liệu vua cảnh thịnh chuẩn tấu vũ tâm can về nhà thưa chuyện cùng mẹ vũ mẫu bảo nếu nguyễn vương mất rồi thì sao ta có thể pha nát cả cơ nghiệp nhà tây sơn báo thủ cho cha con can hỏi vì lẽ ấy con mới cần quang toản chớ tin lời lê trung theo mẹ giờ phải làm sao vũ mẫu đáp ta phải cứu nguyễn vương vũ tâm can liền viết mật thư sai người tin cẩn và diên khánh trao cho nguyễn vương nguyễn vương xem xong kinh ngạc nói Lần này nếu không có Vũ Tâm Can báo tin, át ta đã lầm kế Lê chung. Vũ Tâm Can và ta không ơn nghĩa với nhau, sao hắn lại giúp ta? Đặng Đức Siêu bước ra thừa. Khi Nguyễn Nhạc dấy loạn ở Tây Sơn, cha Vũ Tâm Can là Vũ Tất Thận, hiệu Huyền Khê, đem hết gia đình của cải theo giúp. Sau Huyền Khê vi phạm quân luật, bị Nguyễn Nhạc xử tội chết. Từ đó về sau Vũ Tâm Can oán hận anh em Nhạc Huệ quyết chí báo thù. Có lẽ vì thế mà Can mới cứu Thượng Vương Trăng. Nguyễn Vương thở phào nói ấy thật là trời đã bày ra chuyện Huyền Khê bị giết mà giúp cho ta diệt nhà Tây Sơn vậy. Đoạn Nguyễn Vương giận, Bộ án quát, Lê Trung cháo trở, quân bay, đem vợ con nó ra chém hết cho ta. Đặng Đức siêu can, xin thượng vương bất giận. Ta dùng thượng sách, dụ Lê Trung dâng thành hàng không được, thì ta dùng trung sách. Nguyễn Vương hỏi thế nào là trung sách? Siêu đáp, Xui cảnh thịnh giết Lê Trung là trung sách. Rồi Siêu kể tai Nguyễn Vương nói nhỏ. Nghe xong Nguyễn Vương khen tuy là trung sách nhưng vẫn là diệu kế vậy. Ngày ấy, nơi ngự điện tại kinh thành Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh đang xăm soi con gà sắc lông đen tuyền. Vua ra chiều thích thú, bảo tên thái giám rằng, Con gà của ta, mỗi khi gáy, đều nhảy lên cành hoặc tường cao, không bao giờ đứng dưới đất mà gáy. Trong sách tướng gà, gọi là thần kê, chọi nhau không bao giờ chiến bại. Tên thái giám nói, Thần nghe nói có một người dân nuôi gà hay có tiếng. Người ấy có một con gà, mỗi khi ngủ, đều nằm nghiêng một bên, nhà đồn cũng không hề chiến bại. Vua Cảnh Thịnh cá mừng bảo, con gà ấy trong sách tướng gà gọi là tứ mỹ kê cũng đều là gà quý. Người hãy lấy trăm lạng vàng đi rước con gà ấy về đây cho ta. Tên thái giám vâng lệnh đi ngay. Vừa lúc ấy, quân vào bẩm rằng, Tâu Bệ Hạ, có một người xưng là quân dưới trướng của Lê Trung, xin vào bẩm báo điều cơ mật. Cảnh Thịnh liền truyền vào bảo, người là ai, báo điều cơ mật gì? Người ấy đáp, thần là quân dưới trướng của Lê Trung, hay tin Lê Trung muốn cùng Nguyễn Bảo toàn dâng thành đầu hàng Phúc Ánh, thần vội ngày đêm về báo cùng bệ hạ. Cảnh Thịnh giật mình hỏi: người có bằng chứng gì chăng? Tên quân đáp: có thư do chính tay Lê Trung viết trao cho Phúc Ánh đi xin hàng, kính trình bệ hạ duyệt lãm. Cảnh Thịnh xem rồi, trao thư cho Vũ Tâm can, đọc xong can hỏi: Lê Trung trước là tay chân của Nguyễn Nhạc, nay vợ con bị Phúc Ánh bắt, nên mới mưu cùng Nguyễn Bảo hàng giặc. Vậy bệ hạ tính thế nào? Vừa lúc ấy tên thái giám mua con gà từ mỹ kê về đến cảnh thịnh liền đem con thần kê ra cho hai gà đá nhau đá một hồi bất phân thắng bại bỗng con thần kê quay đầu chạy cảnh thịnh vỗ tay bảo con thần kê giả thua dụ địch đuổi theo để đá đòn hồi mã thương ấy mà bỗng vũ tâm can xen và hỏi còn việc lê trung bệ hạ tính thế nào lúc ấy con thần kê cứ giả thua chạy mãi mà con tử mỹ kê đuổi cầm chừng chẳng chịu theo sát thành ra con thần kê không đã được đòn hồi mã thương thấy vậy cảnh thịnh báo Gọi về, gọi về nữa Can nghe vậy đáp Thưa vâng Rồi lấy bút nghiên viết chiếu chỉ Lấy ngọc tỷ ấn Đóng dấu chuyện rồi sai sứ vào quy nhân gọi Lê Trung Trung nhận được chiếu chỉ triệu hồi về kinh Bèn bảo Lê Chất rằng Nay cha phải về kinh phục mệnh vua Con phải thay cha canh phòng cẩn mật các nơi hiểm yếu Không được sơ ý Lê Chất dò hỏi Cha xin vua xuất quân Để giả hàng dụ phục ánh vào thành mà bắt Sao vua không xuất quân lại gọi chạy về kinh Trung đáp có thể vua còn ngờ ta Nên gọi ta về rồi mới xuất quân chăng Chất nói Hoàng thượng tuổi còn nhỏ Lại chẳng phải minh quân Cha nên khá đề phòng mới được Trung thở dài bảo Ta phải về để tỏ lòng Trung Việc phúc họa, phó thác cho trời Chứ đề phòng thế nào được Nói đoạn Lê Trung lên ngựa trực chỉ Phú Xuân Hôm ấy vua Cảnh Thịnh Đang xem hai con thần kê và tứ mỹ kê đá nhau Con thần kê lại quay lưng bỏ chạy Cảnh Thịnh bàn rằng hôm trước con thần kê giả thua dùng đoàn hồi mã thương quay lại mà đá may thay con tử mỹ kê ngã nghiêng mình tránh khỏi nay con thần kê giả thua vừa chạy vừa dẫm chân liên hồi ắt là sắp sửa đá đòn song long giáng hải không biết con tử mỹ kê sẽ chống đỡ thế nào bỗng vũ tâm can vào thưa rằng tâu bệ hạ lê trung đã đến đang quỳ trước sân rồng xin phục mệnh vừa lúc ấy con thần kê vùng tung người lên cao uốn một vòng từ trên cao chém hai chân xuống lưng con tử mỹ kê Vua Cảnh Thịnh thấy vậy, la lên rằng, chém. Nói vừa dứt lời, hai cựa của con thần kê đá vào lưng con tử mỹ kê. Con tử mỹ kê bị đoàn độc tránh không được, thủng phổi chết tươi. Vũ Tâm Can nghe vua hô chém, bèn quay ra thét. Võ sĩ đâu? Hoàng thượng ra lệnh, đem Lê Trung ra chém tức thì. Võ sĩ đem đầu Lê Trung dâng trước thềm rồng. Cảnh Thịnh đang ôm con tử mỹ kê vào lòng, mếu máu khóc than. Tuy rằng nó không bằng con thần kê thật, nhưng cũng là gà quý. Thật đáng tiếc thay, mau đem đi chôn Quân sĩ nghe lệnh, liền đem đầu Lê Trung và xác con tử Mỹ Kê ra ngoài. Nói về Lê Chất ở thành Quy Nhơn, ngày đêm lên mặt thành ngó về Nam Than. Không biết Nguyễn Phục Ánh có tin lời hòa bình của nhạc vụ ta chăng, và có đối xử với nhạc mẫu và vợ ta như thế nào. Than rồi, lại dây mắt về bắc thở dài nói. Còn nhạc vụ ta về phục mệnh vua, chẳng hay lành giữ thế nào mà chưa nghe tin tức. Than vừa dứt lời, xấy quân chạy vào báo. Thưa đô đốc, Lê tướng quân về triều bị vua Cảnh Thịnh sai quân đem chém, hiện vua đang cho quân vào bắt đô đốc, xin đô đốc định liệu. Nghe xong Lê Chất hét lớn một tiếng, ngã lăn ra đất. Tả Hữu dũng lại đỡ dậy, chất khóc nói rằng: "Thương thay nhạc phụ ta một lòng chung với chủ, phút chốc phải chết oan, nếu vua em Quang Trung không sớm băng hà thì gia đình ta đâu tan nát thế này." Tả Hữu hỏi: "Xin đô đốc gác cơn phiền muộn, nay việc đã như vậy, đô đốc liệu thế nào?" Lê Chất gạt nước mắt bảo: đã đến nước này chỉ còn một con đường là về đầu nguyễn phúc ánh để cứu vợ ta và nhạc mẫu mà thôi nói xong lê chất đem vài trăm quân tin cẩn xuống thuyền vượt biển vào diễn khánh đầu hàng nguyễn phúc ánh gặp nguyễn vương chất quỷ tâu hàng tướng lê chất xin ra mắt thượng vương nguyễn vương thấy lê chất không tỏ vẻ gì là sợ sệt bèn quát võ sĩ lôi ra chém chất điểm nhân hỏi thần đã thuận hàng sao lại chém thần nguyễn vương hỏi lại rằng chẳng phải là ngươi giả hàng làm nội ứng hay sao? Chất đáp, nhạc vụ thần bị cảnh thịnh giết chết, lại sai quân và quy nhân bắt thần. Sao bảo thần giả hàng? Nguyễn Vương nạt, nếu người thực hàng, sao không dâng thành quy nhân, mà vào đi hàng làm gì? Chất đáp, cảnh thịnh sai quân và quy nhân bắt thần, thần phải lo chạy thoát thân, nên không thể báo cho thượng vương hay được. Nguyễn Vương vụ án quát, lê chất to gan, ta bắt được gia quyến của người, thương tình không giết, gọi cha con ngươi về đầu, người định dùng kế giả hàng bắt ta, thật là đáng chết nay ngươi cùng đường mới đến đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi quân bay lôi ra chém võ sĩ xông vào bắt lê chất lê chất ngửa mặt cười lên mấy hồi nguyễn vương hỏi ngươi cười gì mãi thế chất đáp thần cười thượng vương chỉ nhớ thù nhỏ mà quên lợi lớn nguyễn vương nhíu mày hỏi thế nào là lợi lớn chất đáp nếu thượng vương giết thần vì trước thần lập kế hại thượng vương ắt tướng sĩ tây sơn không ai dám hàng mà quyết lòng đánh nhau với thượng vương tới chết mà thôi Ấy là thượng vương đã quyền lợi lớn vậy. Nguyễn Vương cười đáp. Ta chỉ dọa lê chất một tí thôi. Chất không sợ hãi. Quả là một đấng anh hùng. Nay ta phòng ngươi chức tướng quân. Cùng theo ta đánh giặc lập công chuộc tội. Vậy ngươi có kế gì chiếm quy Nhơn phú yên chăng? Chất đáp. Dụng binh cốt ở chỗ thần tốc. Nay tướng giữ quy Nhơn là Vũ Thanh. Vừa được lệnh cảnh thịnh vào bắt thần. Vũ Thanh là kẻ bất tài. Và lại cha con thần vừa bị hại. Khiến lòng người ngờ vực không yên. Thượng vương nên lập tức đem thủy quân ra đánh chỉ một hồi chống là chiếm được quy nhân mà thôi quy nhân mất phú yên tất phải lưỡng đầu thọ địch nguyễn quang huy dù có tài cũng không thể nào giữ được nếu để lâu ngày trần quang diệu hoặc là vũ an dũng vào giữ thì thần e rằng quân ta không thể thắng được nguyễn vương hỏi cha con người so với diệu dũng thế nào chất đáp cha con thần tài trì hẳn kém không thể sánh cùng diệu dũng được nguyễn vương liền bảo truyền lệnh ta lập tức xuất quân mùa hạ năm kỷ mùi một nghìn bảy trăm chín mươi chín Nguyễn Vương đem thủy quân ra đánh Quy Nhơn. Quả như lời Lê Chất nói, quân Tây Sơn không dám chống cự, lui vào thành cố thủ. Quân Gia Miêu tiến lên vây thành, tướng Tây Sơn giữ thành Quy Nhơn là Vũ Thanh sợ hãi mở cửa ra hàng. Vào thành rồi, Nguyễn Vương vui vẻ bảo các tướng. Đất Quy Nhơn là nơi phát tích của giặc Tây Sơn. Thành Quy Nhơn do thằng buôn chầu Nguyễn Nhạc xây nên, rồi đổi tên là Hoàng Đế Thành. Nay ta đã bình định được Quy Nhơn, trong khiến uy danh lừng lẫy, ngoài khiến địch lo sợ hoang mang. Cơ hội khôi phục đã chắc lắm rồi, Vậy để đánh dấu bước ngoặt quan trọng đó, từ nay về sau, đổi tên thành Quy Nhơn là Bình Định. Địa danh Bình Định từ ấy xuất hiện trên nước Nam. Nói xong, Nguyễn Vương hỏi Lê Chất. Chiếm thành Bình Định, công đầu là của Lê Chất. Vậy Phú Yên phải đánh thế nào? Chất đáp. Thượng Vương cấp cho thần 5.000 quân. Thần xin theo đường núi, vòng qua phía tây ải của Mông, đánh vào Nguyễn Quang Huy, tất chiếm được Phú Yên. Nguyễn Vương hỏi. Có phải con đường này ngày trước Nguyễn Huệ dùng đánh tống lã tướng quân chăng? Chất đáp, thưa chính là đường ấy. Nguyễn Vương bảo, nay ta cho Lê Văn Duyệt và ngươi đem 5.000 quân vào đánh Phú Yên. Lê Chất và Lê Văn Duyệt bèn bảo quân sĩ thay y phục quân Tây Sơn rồi lặng lẽ theo đường núi mà đi. Đến hoàn núi cao chất ngất đã dựng lợm chớm, Lê Văn Duyệt lo ngại hỏi. Nếu quân Tây Sơn mai phục ở đây thì liệu thế nào? Chất đáp, đây là núi Dương An hiểm trở, cao lớn nhất ở Quy Nhơn, là sao huyệt của người thượng. Nếu là quân lạ dù thiên binh vạn mã cũng không qua được núi này chất vừa dứt lời bỗng nghe tiếng quát lớn bọn người kia là ai dám qua núi này lê chất bình tĩnh đáp bọn tôi quân của vua trời người thượng lại hỏi quân vua trời đi đâu đây chất đáp quân chúa nguyễn đã chiếm mất thành hoàng đế nên bọn tôi phải vào phú yên cùng ngân câu bạch mã đô đốc nguyễn quang huy nếu quân chúa nguyễn đuổi theo nhờ dân làng chặn đánh dùm cho quân người thượng thấy bọn chất duyệt vẫn y phục quân Tây Sơn ngỡ là thật bèn cho đi. Nói về tướng Tây Sơn chân thủ Phú Yên là Nguyễn Quang Huy, ngày đêm canh phòng cẩn mật ái Vân Phong và ái Củ Mông khiến quân Nguyễn Gia Miêu không sao đánh được. Đêm ấy, bỗng nghe súng nổ ầm ầm ở phía Tây Thành. Nguyễn Quang Huy còn đang ngơ ngác thì quân hất hải và bảo rằng Lê chất về hàng Nguyễn Phúc Ánh, chất dẫn giặc theo đường núi Dương An đánh vào phía Tây Thành. Hiện giặc đã vào thành xin tướng quân định liệu. Quang Huy bèn cầm lấy ngân câu lên lưng bạch mã ra trước trận gặp lê chất chất vòng tay thi lễ nói cháu mình mặc giáp trụ không thể ra lễ được xin chú thứ tội nay vua tây sơn hôn muội làm lắm điều tàn bạo trái ý trái nghịch lòng dân cơ sụp đổ đã rõ xin chú hãy theo về nguyễn vương là hơn nguyễn quang huy nạt rằng lê chất cha con người viết mật thư bảo ta hết sức chặn lối củ mông để cha con người giả hàng bắt phục ánh không ngờ người lại gạt ta để đánh lén ta Ngươi thật là phường phản chủ Chất cúi đầu đáp Bởi hôn quân không tin theo kế ấy Gọi cha cháu về chiều giết đi Cháu phải bỏ chỗ tối theo chỗ sáng Chứ không có ý gạt chú Xin chú ấy bỏ nhà Tây Sơn Theo nhà Nguyễn Gia Miêu May ra có đường sống Huy giận lắm trợn mắt hỏi Nhà ngươi đã quên ơn chúa cũ Chất khóc ngất đáp Ngũ tử tư chỉ nhớ thủ cha Nguyễn Quang Huy nghe xong Liền vung móc câu đánh chất và duyệt Đánh một hồi liệu không thắng được huy liền quay ngựa chạy về hướng bắc lê văn duyệt bảo quân mau đuổi theo giết chết nguyễn quang huy lê chất vội ngăn lại bảo xin tướng quân chớ giết nguyễn quang huy duyệt hỏi vì sao lại can không cho ta đuổi theo giết tướng giặc chất nói nguyễn quang huy là tướng tài của tây sơn nay huy chạy về hướng bắc ắt là chạy ra cố thủ ở củ mông phía bắc ải củ mông là thành bình định mà chúa ta vừa chiếm được vậy tôi và ông đem quân vây mặt nam ải củ mông rồi báo cho chúa ta đem quân vào vây mặt bắc Nguyễn Quang Huy cùng đường tất phải đầu hàng. Ấy chẳng phải là chúa ta lại được thêm một viên tướng giỏi hay sao? Biết Lê Chất muốn cứu Nguyễn Quang Huy, Lê Văn Duyệt bảo. Cái tài và cái tình của ông thật là đáng khâm phục. Nói xong, Duyệt viết mật thư, sai quân ra Quy Nhơn, trao cho Nguyễn Vương, rồi kéo quân, vây mặt nam ải Củ Mông. Nguyễn Quang Huy chạy về ải Củ Mông, đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống mặt nam mặt bắc, thấy quân Nguyễn Gia Miêu dàn trận hàng hàng lớp lớp. đà Hữu lo âu hỏi địch quân đóng đầy cả, sao ta phá vây được? Nguyễn Quang Huy vung móc câu nói, ta thả chết chứ không hạ Nguyễn Phúc Ánh. Nói đoạn Nguyễn Quang Huy thúc bách xuống đèo, đi theo chỉ còn lại vài trăm quân tin cẩn. Nguyễn Quang Huy gặp địch đánh nhau, một hồi quân sĩ đi theo đều chết cả. Huy còn lại một mình, gặp tướng đánh tướng, gặp quân giết quân. Ngân câu vung ra, đâm chết vài tên, thu về móc câu cắt đầu mấy mạng. Suốt dọc đường 20 dặm tả súng hữu đột như chỗ không người nguyễn vương đứng trên gò cao trông thấy hỏi người cưỡi ngựa trắng đang đánh quân ta có phải là nguyễn quang huy chăng tài hữu đáp thưa phải quân tây sơn thường gọi hắn là ngân cô bạch mã nguyễn đô đốc nguyễn vương than rằng tướng tây sơn có những kẻ như nguyễn quang huy lê trung nếu cảnh thịnh là đấng minh quân thì ta mong gì khôi phục được cơ đồ đoạn nguyễn vương quay lại bảo quân truyền lệnh ta phải bắt sống không được bắn tài hữu thưa nhà nói nguyễn quang huy có tài bắn cung rất giỏi xin thượng vương hãy khá đề phòng nguyễn vương cười nói từ nơi ta đứng đến chỗ huy xa bằng hai tầm tên thì việc gì phải ngại quang huy trông thấy nguyễn vương liền lấy cung đeo trên lưng mà bắn một phát nguyễn vương không đề phòng bị tên chúng nhằm vả vai ôm vai lao đao nguyễn vương hỏi quang huy bắn tên gì mà đi xa thế tài hữu đáp quang huy dùng cung sắt không ai kéo nổi tầm tên đi xa gấp mấy cung thường nguyễn vương vừa nhổ tên vừa quát bắn chết nó cho ta lệnh truyền ra quân nguyễn gia miêu liền nhả đạn thương thay Nguyễn Quang Huy, chúng đạn ngã gục trên lưng bạch mã khi vừa đến ngã ba đường vào núi Dương An, nay là ngã ba Diêu Chỉ Quy Nhơn. Nguyễn Vương thu quân vào thành Bình Định, rồi gọi ngự y đến săn sóc vết thương. Thấy Nguyễn Vương đau đớn, Đặng Đức siêu bàn rằng: Này đã hết mùa gió nồm, dùng thủy quân bất lợi, bộ quân ta lại khó qua khỏi đèo Thạch Tân mà đánh Quảng Ngãi, và lại thượng vương đang bị thương, vậy theo thần ta nên rút đệ binh về gia định dưỡng sức rồi sẽ liệu sau. Nguyễn Vương ôm vai nhăn nhó bảo. Nhưng đất Quy Nhơn là nơi phát tích của giặc Tây Sơn. Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng thế nào cũng đem quân vào đánh. Sao ta có thể lui về gia định được? Ngô Tùng Châu bước ra thưa. Thần xin tiến cử một người chân thủ Bình Định thì có thể đối địch được với Diệu và Dũng. Nguyễn Vương hỏi. Người ấy là ai? Châu đáp. Ấy là hậu quân phỏ mã võ tánh. Nguyễn Vương mừng rỡ nói. Có đệ nhất hùng trong gia định tam hùng chân thủ Bình Định thì ta còn lo gì nữa. Nhưng trước khi về gia định, ta muốn quật mồ thằng buôn chầu Nguyễn Nhạc và tổ tiên nó lên làm tơi tả mới hạ dạ. Ngô Tùng Châu can, thưa thượng vương việc ấy không nên. Nguyễn Vương nghiêm mặt bảo, anh em thằng buôn chầu nhạc huệ giết hại họ hàng nhà ta, khiến ta phải bao phen nằm gai nếm mật. Lúc đảo côn lôn khi phú quốc lại có lúc phải sang cày ruộng đất bên tiêm la. Thằng buôn chầu Nguyễn Nhạc dù quật mồ lên mà xử cũng chưa hết tội, sao khanh lại bảo là không nên? Ngô Tùng Châu đáp, đành rằng Nguyễn Nhạc tội rất lớn, nhưng dù sao cũng đã chết rồi nếu thượng vương làm thế hóa ra ta là người không khoan dung ư e rằng lòng người không phục thì thật là bất lợi cho thượng vương trên con đường khôi phục cơ đồ nghe xong nguyễn vương liền vui vẻ nói lời khanh rất phải vậy nay ta phong khanh làm hiệp chấn, cùng võ tánh chấn thủ thành bình định đem nhân nghĩa chiêu an bá tánh ngô tùng châu và võ tánh cùng lạy tạ nguyễn vương rút đại binh về gia định các bạn thân mến chương trình đọc truyện hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại